Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn. Trở lại kênh của Amy. Đây là bộ phim Amy đã làm xong nè các bạn. Sơn xong rồi. Bây giờ Amy sẽ dùng hai cái màu này ha, màu trắng với màu bạc kim tuyến nè. Amy sẽ vẽ cho cô khách này bốn ngón nha. Cái mẫu cực kỳ là đơn giản luôn. Là cái mẫu này của cô khách chọn cho Amy luôn nha. Rồi bây giờ Amy vuốt cho cái đầu cọ cho nó sạch nước sơn tí xíu nha các bạn. Rồi bây giờ em sẽ lấy từ đây em bắt lên giá. Rồi, ở đây cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ những cái râu nhỏ kéo dài ra nè. Rồi bây giờ bên đây cũng vậy. Rồi một cái nha. Rồi bây giờ tới ngón này cậu sẽ vẽ bốn ngón nha. Bây giờ tới ngón này em sẽ vẽ trên đây vẽ xuống. Các bạn thấy khi mà mình kéo về đuôi á, cái đường line nó càng nhỏ thì càng đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo ra như vậy những cái line nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ luôn kim tuyến nha. Rồi mình sẽ bỏ kim tuyến ở đây ngay cái lằn giữa này, mình kéo lên một đường kim tuyến. Các bạn thấy cái mẫu vẽ rất đơn giản không, rất là nhanh nữa. Rồi ở trên đây cũng vậy, em kéo xuống. Rồi là mình đã xong đó các bạn. Rồi bây giờ qua bên đây cũng vậy. Bây giờ cái ngón này thì mình sẽ vẽ đối với cái ngón này nha. Rồi tại mình vẽ màu thường đó các bạn, nên ai mày không có bỏ vô cho hơ lại. Các bạn muốn bỏ vô cũng được, không bỏ vô cũng được, không sao. Rồi giờ mình vẽ những cái râu nhỏ nhỏ ra. Rồi hôm nay cũng vậy. Bạn hai cái mẫu này nó đối nhau. Rồi cái ngón này thì nó sẽ đối với cái ngón ganh bên kia nha. Các bạn biết khi mà em vẽ, các bạn nào mà đã theo dõi cái kênh vẽ nail của em Mỹ Quỳnh này thì các bạn biết hồi đó giờ em vẽ đa số là vẽ hai chiều không, chứ không có vẽ nail một chiều. Trừ khi nào em bị quên thôi, giống như làm gấp quá rồi quên thôi, chứ cách của em mày cũng quen là các bạn, mấy cậu cũng đòi hai chiều không à. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp này mình cũng sẽ phiêu cái kim tuyến vô ngay giữa ở đây. Mình thấy cái những cái mẫu này rất là dễ vẽ mà nhanh à. Rồi ở đây cũng vậy, mình phiêu kim tuyến đều thôi nha, kéo lên chứ đừng có để kim tuyến nó đóng cục không có đẹp. Rồi vậy là mình đã xong bốn ngón, các bạn thấy rất là đơn giản dễ làm không? Đây bốn ngón vẽ cho cái màu nail màu hồng của cô khách đây, rất là dễ. Rồi bây giờ mình bỏ tay này xuống đây nha. Cái bước kế tiếp là mình sẽ bỏ nước bóng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nước bóng treo lên đây. Rồi đó, bỏ. Các bạn thấy em mình sơn cái màu vẽ bằng màu thường nhưng mà bỏ nước bóng treo lên chẳng không có sao nha. Các bạn thấy cái màu vẽ nó không có bị chảy, bị lem màu hay gì hết. Các bạn thấy đây, em mình quét bình thường chứ không phải quét nhẹ, quét mạnh gì hết nha. Em mình không cần hơ luôn, các bạn thấy rồi đó. Khi mà tay bên kia vẽ xong là tay bên đây đã khô rồi. Còn nếu mà vẽ bằng màu treo thì em mình phải bỏ vô cho hơ xong rồi em mình mới bỏ nước bóng nha. Những cái mẫu này rất là đơn giản, mình làm rất là nhanh nữa các bạn. Bây giờ thì cũng có một số những cái câu khách như câu khách em mày đang làm nè, còn chuộng những cái mẫu cũ, mẫu này cũng là mẫu cũ lâu lắm rồi. Còn đa số những câu khách trẻ bây giờ thì theo những cái mẫu hiện đại bây giờ. Rồi bây giờ em mày sẽ bỏ nước bóng cái tay kế bên. Rồi sẵn đây em cũng chia sẻ với các bạn, em có cái kênh YouTube mới với cái tên là Amy Quỳnh Cuộc Sống Mỹ đó các bạn. Cái kênh đó thì chia sẻ về cái cuộc sống đời thường của Amy. Các bạn yêu mến Amy thì các bạn vô cái kênh mới đăng ký kênh ủng hộ Amy nha các bạn. Rồi, còn hôm nay là em chia sẻ với các bạn cách vẽ những cái mẫu vẽ đơn giản rất là nhanh gọn luôn. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.